Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ nói về cái event mùa thu này. Đợt này nó ra một lần hai event hai cái sự kiện, thì nó sẽ phân thành cho cài chai cũng có này, ở nạp ít cũng có này, nạp tầm trung dưới 10 triệu cũng có này và nạp trên 20 triệu thì mình sẽ nói qua về vấn đề của các bạn mà nạp cải chai ấy hoặc nạp ít ấy hoặc cần nạp dưới khoảng 2 triệu ấy thì mình sẽ có cái hướng cho các bạn. Để cho các bạn có cái góc nhìn mới hơn về cái event này Để tránh bị thua thiệt Hiện tại là đang ngày thứ ba nha các bạn Thì mình sẽ vào kho báo mùa thu Bạn nào mà xem cái video cũ ngày xưa ấy Thì biết mình leo từ tầng 1 đến tầng 4 Và hiện tại là đang tầng 5 Vậy thì ngày 3 mình có thể lên được tầng 5 rồi Với điều kiện mình chia thi hợp lý ok hiện tại là còn mấy nấc nữa là qua tầng năm thôi thì mình sẽ mở cho các bạn xem luôn hiện tại thì mình vẫn chưa mua mắc gói của ngày hôm nay nhé ngày hôm nay được mua còn 3 lần nữa thì một số bạn hỏi tại sao lại không mở một lần thật ra là cũng muốn mở một lần nhưng ủi may mắn quá đấy uh, sau khi mà qua tầng 5 rồi thì uh, sẽ bị reset về vòng nha các bạn đấy thì qua tầng năm reset sẽ về học thì không biết nhiệm vụ nó cho hoàn trả không thấy một số, một số bạn bảo cái nhiệm vụ này được hoàn trả mà mình không biết thì tình hình của nó hoàn trả như thế nào thì mình cũng nói tiếp là tại sao một số bạn bảo mình không làm một lèo luôn thật ra thì mình cũng muốn làm một lèo lắm nhưng thật ra không nên phá trái vàng trái ngọc mình nói nhé bởi vì các bạn ấy tính một nghìn trái ngọc nó dao động khoảng 4 triệu hai đến 4 triệu ba tiền việt nam rồi vì thế mà mình cứ phá đi 100 trái ngọc mà chiêu tiêu không hợp lý đã trả khác gì mình mất đi bốn trăm rưỡi đúng không trong khi đó một cái bốn trăm rưỡi như thế nó nó xử xử lý được nhiều vấn đề chứ đâm mà mình phải chi tiêu hợp lý tí đồng tiền đi liền khúc phượt nên là các bạn thông cảm tí cái event này mình không thể nào mà dồn lại clip cho các bạn được thì các bạn chịu khó theo dõi nhé. thì hiện tại mình lên cái clip này để uh, hướng dẫn sớm cho các bạn, không nhiều lúc các bạn bỏ sót. thì các bạn thấy đấy hiện tại nick này uh, ngày thứ ba nhưng uh, vẫn ngày thứ ba, đang ngày thứ ba nhưng vẫn đang thừa ba gói này mà đã qua tầng năm rồi đúng không? thì chúng ta sẽ xem được bao nhiêu điểm. thì mình sẽ mở nút nhé, còn ba lượt nữa mình sẽ mua luôn để cho các bạn biết là khi mà nó reset về thì đây sẽ chọn cái này thôi vẫn lấy pet và không mình nghĩ đợt này thì không lấy pet nữa đâu Nhưng này cũng đủ pet rồi lấy cái này lên lên cho vai cạc thì giá nó cũng đồng đều thôi mỗi cái giá 2.000 trái vàng nó cũng giá tương đương nhau thôi đấy thì không biết nó reset chưa vẫn chưa reset các bạn ạ thôi không sao mình sẽ mở thì uh, mình sẽ tổng kết lại cho các bạn biết là sau 3 ngày chơi cái event này nó ngon như thế nào đấy mở ra được một cái thì cái event này nó mang tính là chờ đợi thì các bạn đừng có ấn săn tự động nhé đối với các bạn mà không phải mà đi farm uh, farm trái tim thì đừng có ấn tự động các bạn cứ ấn bằng cơm đi đôi lúc nó may mắn thì nó nổ cho mình thôi còn đen thì chịu hú hồn. Không được các bạn ạ. Đấy. Ngày hôm nay mình mua đủ 90 trái ngọc. Nói chung là mỗi ngày 90 trái ngọc thôi. Thì chúng ta sẽ tính đấy được thưởng thêm này, đấy. Quá ngon luôn. Đấy, vậy là 3 ngày lên được 6 tầng. Các bạn thấy chưa? 3 ngày lên được 6 tầng, còn thừa 5 năm chìa khóa nha các bạn. Nha. để cho các bạn hiểu rõ ở đây mình trích lại cái dương này là đây nó cho mình cái một cái dương uh... bùa thì uh, mình cũng nói luôn đợt vừa rồi mình check mấy cái nick tốt thì các tốt đôi lúc không biết đấy thì bị mất đi cái bùa mất đi cái dương này rất nguy hiểm vì thế một số tốt mình bảo bắt buộc phải chơi cái nick này đây ở uh tăng chỉ số công cho đồng minh cao nhất này đấy cái rương đợt này ngon nhé các bạn nhé rương này có hai cái rất là ngon nhé ấn thạch hoa này và ấn uất này rương đợt này ngon thế nhở rương này đợt này trò chơi này có rất nhiều loài rương nhé không có giảm công này ui rương đợt này ngon thế nhở Thế mà mình không biết đợt trước mình không chọn nhé May nhà chọn trừ 3 cùng nổ 50 kẻ địch hàng sau Quá ngon luôn Các bạn không biết đâu Trừ 50 nộ này nó rất là ghê gớm nha Ví dụ như nó Dây thứ sáu nó sẽ chuẩn bị đánh ra kỹ năng rồi đúng không Bị ta rút cái Là nó phải tích sang dây thứ bảy Thì tim của mình dây thứ sáu mình được ra kỹ năng rồi một Bọn kia phải đời sang dây thứ bảy Ăn nhau ở một dây nó ảnh hưởng cũng khá nhiều đấy Không đơn giản đâu Ok, mình sẽ chọn rương này. Chứng tỏ là đợt này nó 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 bạn các bạn nào mà lấy cái rương này là ngon đấy nhỉ. Mình không để ý. Cầu thào quá. Đây, hai Quá ngon luôn nữa bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ tính trái tim nha. Hiện tại là mình đang ở ngày 3 nhá. Thì mình sẽ check cho các bạn xem đây thì mình cũng có đăng lên group rồi các bạn nào mà tham gia cộng đồng thì sẽ xem kỹ thôi thì đây là mình cho các bạn dễ hiểu nhé là mỗi ngày mình tiêu 90 trái ngọc đấy. thì sẽ được 30 chìa khóa rồi nhiệm vụ thì được 13 chìa free đúng không 2.000 trái vàng thì được 10 triệu nữa đấy còn 68 trái ngọc mà được 20 chia thì được chỉ được một lần duy nhất thôi. Ok, chúng ta sẽ đến cái cái dưới này nhé. Thì bình các bạn có thể thấy là từ 40 34 đến 36 chìa thì sẽ được xong một vòng. Đấy, thì một số bàn nhân phẩm cao thì nó sẽ khác. Nó sẽ giảm hơn, mình tính như thế. Thì mình tính cho ngày thứ nhất của các bạn nhé. Thì ngày thứ nhất thì nếu mà những anh em nào nạp ấy ngày thứ nhất sẽ tiêu là 90 trái ngọc cộng với 68 trái ngọc trên là được 158 trái ngọc mất đấy và 2.000 trái vàng thì số chia sẽ nhận lại bao nhiêu số chia sẽ nhận lại là 86 chia số chia nhận lại sẽ là 86 chia nhưng đối với anh em cải chay thì mình tô màu xanh ấy cải chay nha cải chay là không nạp đồng nào ấy, thì là sẽ là 34 chia Đấy thì anh em để mình cũng lừa tách ra Thì ngày thứ hai Các bạn cũng có thể thấy được là à, Từ từ mình quay lại ngày thứ nhất tí Chỗ ngày thứ nhất đây Này là có cái màu đỏ này Mình bôi đen số 11 đấy Thì cái này sẽ là 11 chiều khi mà các bạn hoàn thành 5 vòng thì sẽ reset về nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ mà các bạn thấy hàng ngày nó không reset đấy. Chính là 11 chiều của chiều này ấy. Tiếp theo là 84 Tại sao 84 cộng 2 Thì nó có Ở đây này các bạn này Đây khi mà các bạn đạt cái móc nào đó Thì nó sẽ cộng cho các bạn là hai cái này 4 cái, 6 cái, 8 cái Mình cũng cộng vào đó luôn Thì mình hiện tại đang lấy một cái Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn là Tiêu chuẩn Mình đang lấy tiêu chuẩn 338 trái ngọc Cho trên 3 ngày Và mỗi ngày là cỡ khoảng 90 trái ngọc gì đấy đấy tiếp theo là sang ngày thứ hai thì một số nick sẽ là tiêu 90 trái ngọc này uh, 2k trái vàng thì anh em cái chai thì sẽ được chỉ là 23 thôi nhưng anh em mà nạp thì sẽ được thêm 30 chìa nữa đúng không 90 trái ngọc thì được 30 chìa thì sẽ được bằng 53 chìa đúng không còn thêm 4 chìa từ cái hoạt động kia tích lũy chìa đấy thì ngày thứ bạn ngày thứ ba cũng thế thì video này sẽ nói về ngày thứ ba ngày thứ ba thì sẽ được nhiều chìa hơn bởi vì khi này anh em sẽ quay nhiều hơn thì sẽ được 68 à, 67 chìa tổng của 3 ngày sẽ dao động vào 210 chìa với 210 chìa thì nhân phẩm quỳ thế nào nó cũng sẽ đi được gần đến phòng số 6 còn như nick này thì như anh em xem đấy là đi được 6 vòng thì uh, tiện đây thì mình cũng đảo qua cái quà luôn Cái này bài viết đăng trên cộng đồng Thì chắc các mọi người xem biết Đây vòng đầu tiên Đấy quà như thế này Trị giá cũng 2k trái vàng thôi Vòng thứ hai Đấy mình khoanh ô rồi đấy Nó cũng dao động từ 3k trái vàng Đấy Thì uh, may nhờ mình có clip cũ Mình mới chụp lại được Đấy vòng số 3 như thế này Sao lại cái vòng số 2 nó sắp xếp hơi khác tí nhỉ? Mình nghĩ quà nó cũng giống nhau thôi đúng không các bạn? Ờ ừ, đúng rồi, nó không thay đổi khi thay đổi phòng nhé. Đây, phòng 3. Đấy, các bạn có thể xem rồi cám màn hình lại. Đây. Vòng tầng thứ tư Thì tầng thứ tư quà như thế này. Ô ô vuông này là những cái quà các bạn nên chọn, còn việc chọn hay sao thì tùy vào nick, tùy vào cái xe vừa của các bạn nhé. Đây, ngon nhất là quà của tầng 5 thì tầng 5 như thế này với anh em cài chay thì mình nghĩ mà đâu okay, mình tính à để mà lên tầng 5 thì anh em ít nhất cần phải 200 chìa đúng không 200 chìa mà một ngày anh em cài chay được bao nhiêu chìa đúng không 3 x 5 là bao nhiêu ở tầm 150 cho đến 200 chìa đối với anh em cài chay thì ta sẽ tính dựa trên cái bảng này thì ta sẽ tính cho anh em cài chay tí thì thì anh em cài chay một ngày sẽ kiếm được tầm 23 chìa bảy 73 là 21 là anh em cài chay rất là ngon anh cho em cài chay là đợt này là sẽ đi hết vòng đấy 73 ông đâu mà từ từ mình tính là 23 không không đủ anh em tầm 4 vòng suýt được 5 vòng anh em hoặc là nhân phẩm nói chung là anh em cài chay thì từ người cũng nhân phẩm anh em cài chay đúng là trò chơi nhân phẩm bởi vì mình tính mỗi ngày được 23 cái đúng không? Anh em cài chay là mỗi ngày được 23 cái 23 mà 6 6 x 23 là bao nhiêu? Là 138 Đúng không? 138 cộng với 34 Là 172 Cứ, cứ vậy 172 Thì nó may rủi Anh em ạ thì anh em cài chai tính anh em cái chai mà có khoảng 30 trái ngọc thì nó sẽ đỡ hơn tí 30 trái ngọc thì anh em sẽ mua được 10 chìa thì nó tăng lên tí nhân phẩm nữa Nói chung là anh em cài chai nói chung là nhân phẩm anh em ăn thua ở tầng 5 thôi đấy thì mình làm nhanh cái clip này thì cho anh em biết rằng anh em mà nếu mà nạp ít thì nên chơi tại vì sao lại nên chơi tại vì mình không nói về việc mà có nên đổi đổi cái này không nhá mình không chưa tính nó về đổi lấy cái uh, cái rui ma này đâu nhá nhưng mình chỉ nói về vấn đề là chỉ nhận quà riêng mà chưa chưa tính cái trái tim này đâu nhận quà riêng là đã cũng ok rồi đấy nhận quà riêng là cũng ok rồi đây nhận quà riêng này riêng cái 100 cái mảnh đi này rất là ngon cho anh em tiếp theo là 80 cái rương này à, quên. tiếp theo 40 cái rương này 40 cái rương này nó cũng vỏn vẹn được 20k trái vàng ấy không bèo đâu đấy hai cái quà này cũng đủ anh em hòa vốn nếu mà anh em nạp khoảng 30 trái ngọc đến 60 trái ngọc ok dành cho anh em nông dân đấy cái chay thì nhân phẩm nông dân thì gắn lên nạp thêm tí nữa cho bớt nông dân đi đấy còn mà anh em mà nạp khoảng mình sẽ nói tiếp anh em nạp trên một triệu nghĩa là khoảng 300 trái ngọc là trên một triệu rồi thì khi mà anh em mà nạp trên một triệu ấy chết sợ đời mình tí à, các bạn có thể tham gia vào cộng đồng nha màn hình hơi nghiêng vị đây đây thì uh, sau 3 ngày với 338 trái ngọc Anh em nạp trên 1 triệu để ý nhé 338 trái ngọc tương ứng với bao nhiêu tiền Tầm khoảng 1 triệu rưỡi 1 triệu rưỡi Thì anh em sẽ đi được 6 vòng Và và Có kế hoạch nhé Mình nói có kế hoạch Lấy được 50 mảnh Ồ nó lại uh, bị uh, đít lại mình đang mượn nick của bạn cường để vào review cho bởi vì các top cũng các top cũng cũng đang đầu tư các top vip kiểu nạp 20 triệu ấy thì người ta đang dồn lực chơi event kia, Chơi event uh, uh, lá rơi ấy. cây thần ấy, còn mà anh em mà uh, nạp vừa vừa thì chơi cái event này thôi. Thì uh, ta quay lại vấn đề là hiện tại với 338 trái ngọc là được tầm khoảng Hai trăm sáu mươi chín trái tim Anh em nhớ nha Hai trăm sáu mươi chín trái tim Mà có một cái hay nữa nha Tại sao mình bảo anh em nên chơi Là nó còn ở đây nữa Anh em nhớ nhé Nó cho anh em free một cái lá mùa thu Ví dụ như hiện tại Quay một trăm lần Anh em cái chai chắc chắn là được một cái lá mùa thu đó. Để để mở bên kia rồi Không nói làm gì nữa. Tiếp theo là anh em nạp tầm tầm á, Thì sẽ được 300 lượt đúng không? Anh em sẽ được hai lá, thêm một lá nữa. Thì về cái ấn mùa thu này thì mình tính nghĩ nếu mà anh em mà bỏ ra một triệu rưỡi bây giờ chơi free còn 4 ngày nữa đúng không? 4 ngày nữa, 4 ngày nữa một ngày được bao nhiêu? Một ngày được 23 chiều. 23 chiều là 4 đúng không? 43 42 là 8 được 80 chia tầm khoảng 100 chia đi bởi vì còn cái quà reset kia nữa thì mình nghe tính như 100 chia 100 chia thì anh em sẽ kiếm đủ anh em nhé cần 100 chia nữa thì anh em sẽ kiếm đủ cái này đấy vậy thì việc anh em bỏ ra một triệu rưỡi anh em lấy được thêm 50 mảnh này nữa và đi được hầu như đi được 10 vòng ấy, gần 10 vòng đấy 9 vòng hay 10 vòng Nếu mà anh em muốn đi 10 vòng thì nạp thêm nữa Nói chung là một triệu rưỡi Bỏ ra đợt này rất là đáng Khi mà anh em chơi 7 này 1 triệu rưỡi là cỡ bao nhiêu trái ngập Là 338 trái ngập Tầm đấy Nói chung là tùy anh em Mình thấy hợp lý nếu mà anh em uh, Nạp một kiểu khá khá ấy. Còn mà anh em nào mà nạp VIP ấy, Nạp VIP thì sẽ chơi cái này rồi Phước lành Nạp 10 triệu thì uh, sẽ chơi được một vòng 9 đến 10 triệu mà chơi hai vòng thì 20 triệu đợt này mình có một số bạn Việt Nam chơi tận 20 triệu đấy thì đợt nào xong mùa mình sẽ review nick cho chứ bây giờ không thể public được bởi vì các top cạnh tranh khá là nhiều nên mình cũng hạn chế public một số cái thông tin nó mang tính quan trọng của các nick top đấy thì các bạn có thể hiểu được về cái vấn đề nó rõ hơn là tổng kết lại nó sẽ tóm gọn như sau Ờ, đối với anh em cải chay thì uh, cải chay là không nạp thì mang tính là nhân phẩm. Nó sẽ uh, may mắn thôi. Còn uh, đối với anh em mà uh, nạp khoảng uh, anh em mà nông dân ấy thì gắng nếu mà gắng anh em nông dân gắng ăn cho mình xong vòng năm. Còn anh em mà uh, theo kiểu uh, hơi hơi có điều kiện thì ấy thì gắng anh ăn cho mình đến vòng 10 nghĩa là đi hai lượt thì đi hai lượt thì nó sẽ dao động từ 338 trái ngọc cho đến uh, 300 đến 400 trái ngọc nói chung từ 338 trái ngọc đến 400 trái ngọc trong khi đó anh em có thể thêm được 50 mảnh 50 mảnh kia nữa 50 cảnh Ruma nữa mà ruma năm mươi mảnh huyền thoại nó rất là ngon được sao anh em kiếm thêm nữa thì mình phân tầng cho anh em còn các nick tốt thì người ta sẽ có một kế hoạch riêng nên mình không rõ nếu mà bạn nào mà cày tốt hoặc đua tốp xe vừa ấy mình nghĩ uh, có chỉ cứ nhắn tin facebook cho mình các bạn uh, facebook của phần mô tả hoặc uh, vào cộng đồng group có cái uh, cộng đồng ấy vào chỗ quản trị viên rồi nhắn tin nick quản trị viên đừng có đánh kiểm duyệt viên cứ quản trị viên là mình ấy hai nick quản trị viên thì hai nick của mình các bạn vào đó rồi các bạn có nhắn tin kể cả cái chai hay gì thế cứ nhắn tin hỏi an đi nhiều lúc mình dành thời gian mình thu xếp cho chứ cũng không mất gì đâu đỡ các bạn đi bị sai lầm nhiều lúc các tốt là nguy hiểm nhất của các tốt khi là chi tiêu sai lầm các tốt thì sẽ không cần các tip gì hết các tốt chỉ cần chi tiêu đúng Uh, hiểu về meta là nó tự bá thôi còn mà các nick cày chay thì cần phải chơi nhiều rồi hiểu các tiếp rồi hiểu tối ưu những cái nhặt nói chung cày chay nông dân thì thường là nhặt những cái cái vụn mặt còn tốt thì người ta sẽ là to lớn hơn đau to bố lớn hơn người ta sẽ làm những cái lớn thì uh, các bạn để ý giúp mình nhé nhất là các bạn tốt cứ uh, nhắn tin theo hỏi han đi, mình uh, tư vấn cho không không mất mát gì đâu nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào